Da Vinci vì muốn lấy lòng công tước Milan nên đã chém gió lên tận trời, nói mình sẽ tạo ra một bức tượng điêu khắc khổng lồ cho công tước. Điều này là điều không thể tưởng tượng nổi ở thời đó. Đợi tới một thời gian sau, Da Vinci cũng đã làm ra được khuôn mẫu của bức tượng. Đây vốn là một chuyện đáng chúc mừng, nhưng Da Vinci lại không thể nào vui lên nổi, bởi vì ông phát hiện bức tượng đang gặp phải một vấn đề. Sau khi phóng to bức tượng lên thì nó lại mất đi những chi tiết nhỏ. Nếu như cứ tiếp tục làm thì bức tượng sẽ trông rất mập mạp. Trong mắt người khác thì nó không là gì cả, nhưng đối với một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Da Vinci thì không thể chấp nhận được. Vì chuyện này anh đã tới tìm thợ mổ để quan sát cấu tạo của ngựa, sau đó vẽ lại những gì mình nhìn thấy ra giấy. Nhưng anh còn chưa kịp sửa lại bản thiết kế thì nguyên liệu làm tượng của anh đã bị đem đi chế tạo vũ khí hết. Điều này cũng có nghĩa là mọi công sức lúc trước của anh đều bị uổng phí. Vì vậy anh đã tới tìm công tước, muốn khuyên ông thay đổi ý định. Nhưng công tước lại giao cho anh một nhiệm vụ mới, đó là vẽ một bức tranh trên tường ở trong nhà thờ của mình. Đề tài là về 12 sứ đồ và Đức Chúa Giêsu cùng nhau ăn bữa tối. Đây cũng chính là bức danh họa nổi tiếng của Da Vinci, bữa ăn tối cuối cùng. Nhưng lúc này Da Vinci đang rất tức giận, anh quay về liền xé hết những bản thiết kế của mình đi. Hóa ra anh chỉ là đồ chơi trong mắt của những người quyền quý đó mà thôi. Nhưng mục sư của nhà thờ lại hỏi ngược lại anh, có chuyện gì xuyên suốt cả cuộc đời anh không? Anh lại cho rằng cuộc đời của mình toàn là sự phản bội, từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, sau khi tới Milan cũng bị công tước bỏ rơi. Nhưng mục sư ở bên cạnh lại nói với anh, cậu không thấy Chúa Giêsu cũng bị phản bội sao? Lời nói của ông ấy đã nhắc nhở Da Vinci. Sau đó anh liền cắm đầu vào sáng tác, để có thể vẽ ra một bức tranh tuyệt đỉnh. Ngày nào anh cũng ra ngoài đường để sưu tập những khuôn mặt khác nhau, mục đích là để tìm ra khuôn mặt phù hợp nhất với hình tượng của các sứ đồ. Anh còn vẽ lại những gì mình nhìn thấy ở trên giấy, thậm chí anh còn từ bỏ cách vẽ truyền thống. Nếu dùng cách đó vẽ lên tường thì tốc độ rất chậm, hơn nữa thời gian lâu dần thì sẽ bị nứt tranh. Học trò lại bắt đầu nghi ngờ anh, nhưng Da Vinci vẫn kiên quyết với cách làm của mình, đó là trộn trứng gà vào trong màu sắc, không những giúp màu khô nhanh hơn mà còn có thể vẽ đè lên trên nhiều lần, đồng thời cũng tránh được những sai sót mà cách vẽ truyền thống hay gặp phải. Trong ngày thi công, Da Vinci đã đục một lỗ nhỏ trên tường, sau đó nói với mọi người đây là điểm mù của tầm mắt, như vậy thì tranh vẽ mới có thể hòa nhập vào cả căn phòng, đồng thời cũng có thể đem tới một cảm giác chân thật nhất cho người nhìn. Nó cũng chính là tranh 3D ngày nay của chúng ta. Sau đó Da Vinci lại vẽ riêng từng khuôn mặt của sứ đồ, tiếp theo đóng đinh bức tranh lên tường để cố định, rồi dùng đinh đóng theo đường viền quanh bức tranh, cuối cùng là phủ màu lên trên. Đợi tới khi tháo bản phác thảo xuống thì trên tường đã in lại hình của cả bức tranh. Tiếp theo mọi người dùng màu tự chế để tô màu cho bức tranh. Nhưng đợi tới khi bức tranh gần hoàn thành thì lại phát hiện bức tranh đã xuất hiện một sai lầm cấp thấp. Bức tranh trên tường thấp hơn so với trần nhà. Nếu như các sứ đồ đồng thời đứng dậy thì họ chắc chắn sẽ bị cụp đầu. Thiết kế như vậy không hợp lý chút nào. Nhưng học trò ở bên cạnh lại nói đây chỉ là một bức tranh. Một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Da Vinci lập tức nổi giận. Sẽ không ai chú ý tới điều đó đâu. Tôi chú ý đấy. Mỗi lần nhìn thấy nó tôi đều sẽ rất đau đớn. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Chẳng lẽ không ai phát hiện sao? Sau đó Da Vinci đã tẩy bức tranh đi rồi vẽ lại một lần nữa, để bảo đảm bức tranh này không xảy ra sai sót. Ngay cả ăn uống ngủ nghỉ họ cũng ở trong nhà thờ. Sau bao ngày miệt mài làm việc, cuối cùng bức tranh cũng đã hoàn thành. Khi mục sư nhìn thấy bức tranh trên tường của Da Vinci, ông kích động tới mức không nói nên lời. Nhưng lúc này quân Pháp đã tấn công vào Milan, không những phá hủy bức tượng mô hình của Da Vinci, thậm chí còn muốn đem bức tranh trong nhà thờ về Pháp. Khi Da Vinci nhìn tác phẩm trước mặt mình, anh mới ý thức được thứ mà mình theo đuổi đã bị dã tâm che khuất hết. Vì vậy anh quyết định từ bỏ mọi thứ ở đây, quay về nơi bắt đầu mọi thứ của mình là Florence. Da Vinci suýt nữa đã bỏ qua cơ hội vẽ bức tuyệt tác Mona Lisa. Nhiều năm trước ông đã từng vẽ tranh chân dung cho con gái của một quý tộc, không những bị ông ấy sỉ nhục một cách thậm tệ mà còn đập nát bức chân dung đó. Nhưng người phụ nữ trước mắt này đã khiến ông thay đổi ý định. Nhìn ánh mắt rung động lòng người của cô ấy, Da Vinci không biết nên vẽ từ đâu, vì ông sợ sẽ bị đối xử như lúc trước. Nhưng cô gái trước mặt dường như không hề để ý. Con gái đã rời khỏi tôi vào 6 tháng trước. Tôi xin lỗi. Ngày nào tôi cũng rất nhớ con bé. Con bé đáng yêu như vậy, lại còn hoạt bát nữa. Nghe tới đây Da Vinci liền bỏ tập vẽ xuống, bởi vì ông không thể nào nhìn ra được nội tâm của cô ấy. Cho dù là con gái ruột đã qua đời, nhưng trên mặt cô ấy lại không có chút đau buồn nào cả. Điều này khiến Da Vinci cảm thấy rất khó hiểu. Thượng đế đã đưa con của cô đi, nhưng cô lại mỉm cười đối mặt với điều đó. Tôi rất biết ơn vì đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên con bé. Tôi rất biết ơn vì đã có những ký ức đó. Khổ nạn sẽ khiến tôi tới gần Thượng đế hơn. Tôi chỉ muốn tìm ra chân lý để tới gần Thượng đế hơn. Nếu đó là chân lý mà anh theo đuổi, vậy có lẽ ông đã tới nhầm nơi rồi. Thứ mà con người chúng ta có thể theo đuổi và hiểu được chỉ có một.
đó chính là yêu. Đờ Van Si nghe xong thì không thể bình tĩnh nổi, bởi vì lời của cô ấy đã làm thay đổi sự hiểu biết của ông về nghệ thuật. Lúc này ông chỉ muốn một lòng theo đuổi nghệ thuật, thậm chí ngay cả thị trưởng tới nhờ và ông cũng từ chối. Vì vậy mà danh tiếng của Đờ Van Si cũng rớt xuống đáy vực. Địa vị của ông cũng sắp bị một nhà nghệ thuật mới là Michelangelo thay thế, bởi vì tượng điêu khắc cao 5m của anh ta đã trở thành tiêu điểm của toàn thành phố. Hôm nay thị trưởng lại tới tìm Đờ Van Si, hỏi ông tại sao không tham gia lễ khánh thành tượng David, nhưng Đờ Van Si lại nói thẳng bức tượng đó chỉ là rác rưởi, hoàn toàn không được coi là tác phẩm nghệ thuật chân chính. Thượng đế để nhân loại liên tục thăm dò tìm kiếm, không phải là để bắt chước người khác giống như anh ta. Thị trưởng nghe vậy liền giao cho Đờ Van Si một nhiệm vụ mới, đó chính là vẽ một bức tranh về đề tài chiến tranh ở tòa thị chính, để ngụ ý rằng các chiến sĩ sẽ được chiến thắng trở về, nhưng bắt buộc phải hoàn thành trước khi chiến tranh kết thúc, chỉ cần vẽ một khoảng nhỏ trên bức tường là được. Nhưng trong mắt Đờ Van Si bố cục này quá nhỏ, ông muốn dùng cả bức tường này để vẽ lại khung cảnh hùng vĩ, nhưng đến lúc thi công lại phát hiện mặt tường quá mềm, bắt buộc phải quét một lớp sơn mới lên, nhưng làm như vậy thì quá tốn thời gian, vì vậy ông đã thử trộn sáp nến vào trong màu, sau khi qua xử lý thì màu sẽ không còn bị chảy xuống dưới nữa, hơn nữa còn có thể bám vào tường nhanh hơn. Nhưng khi Đờ Van Si dán bản phác họa của mình lên tường thì thị trưởng lại gọi cả Michelangelo tới đây, bởi vì như vậy mới có thể so sánh được thực lực của hai người. Nhưng Michelangelo quá ồn ào khiến Đờ Van Si không thể tập trung làm việc được. Hơn nữa bức tranh của Michelangelo còn dùng vải che lại, điều này khiến Đờ Van Si rất tò mò. Nhưng tới khi học trò của anh ta tháo tấm vải xuống, mọi người xung quanh lập tức bật cười, sau đó liền nói công việc đã hoàn thành. Tới tối chờ mọi người rời đi hết, Đờ Van Si dùng ánh nến để quan sát bức tranh của mình một cách tỉ mỉ. Ông không cho phép tác phẩm của mình xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Lúc này một ông già đột nhiên xuất hiện, ông ấy nói mình chính là bố ruột của Đờ Van Si. Ông chỉ muốn nói chuyện với Đờ Van Si một lát, nhưng ông lại cảm thấy rất phiền phức, bởi vì ông vẫn luôn căm hận bố mình. Nhưng trước khi đi, bố anh vẫn nói một câu, ít nhất thì con vẫn còn có cơ hội lần này để trách móc ta. Đợi tới sáng hôm sau, tranh của Đờ Van Si đã bị hỏng hết do nhiệt độ cao, bởi vì thêm sáp nến vào màu nên nó đã bị tan chảy hết. Lúc này bố của ông cũng đã qua đời, em trai cùng cha khác mẹ nói với ông, thật ra bố chỉ muốn tới nhìn ông lần cuối cùng. Tới tối trên đường quay về nhà, Đờ Van Si lại nhìn thấy bức tượng của Michelangelo, lại nhìn thấy Michelangelo vẫn đang miệt mài sáng tác. Ông bắt đầu chấp nhận chàng trai trẻ nhiệt huyết này, đồng thời cũng ý thức được mình không thể hoàn thành bức tranh này được nữa, thậm chí còn nói với anh ấy rằng mình chỉ vì lòng hư vinh. Kể từ khoảnh khắc bố ông qua đời, bức tranh này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Michelangelo cũng nói ra suy nghĩ của mình. Ông biết không? Ông chính là người mà tôi muốn trở thành nhất trên thế giới này. Kể từ khi còn nhỏ tôi đã rất sùng bái ông. Tất nhiên, tôi cũng biết mình sẽ không bao giờ giống như ông được. Tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng rằng mình có thể sánh với ông. Tôi phải sáng tạo ra phong cách của mình. Tôi cũng có ước mơ cần phải thực hiện. Gặp được ông khiến tôi rất đau khổ. Nghe thấy một người tôn kính như vậy chê bai tác phẩm của tôi, đó chính là lý do tôi bắt đầu vẽ bức tranh này. Hôm sau, Đờ Van Si đã quyết định rời khỏi quê hương của mình. Dường như ông đã hiểu ra được lời của cô gái kia nói, vì vậy ông quyết định hoàn thành bức chân dung mà mình chưa thể hoàn thành được. Sau khi thử đi thử lại suốt mấy chục lần, cuối cùng ông đã hoàn thành bức danh họa nổi tiếng Mona Lisa. Bức tranh này hiện đang được trưng bày ở bảo tàng Louvre ở Pháp. Nó đại diện cho thành tựu lớn lao của Đờ Van Si. Năm 1519, Đờ Van Si đã qua đời ở Pháp, hưởng thọ 67 tuổi. Cuộc đời ông đã trải qua sự huy hoàng, cũng đã trải qua những cú sốc, nhưng dù thế nào thì cũng quay về điểm bắt đầu của nghệ thuật. Cả đời ông đã để lại hơn 6.000 bản phác thảo, nhưng đều đã bị mọi người bán đi khắp nơi trên thế giới. Ông không chỉ có thiên phú cực kỳ cao trong hội họa, mà ngay cả khoa học cũng có những thành tựu rất xuất sắc. Thậm chí đến nay những đồ dùng mà chúng ta đang sử dụng cũng có liên quan tới những bản thảo của ông ấy. Câu chuyện về Đờ Van Si tới đây là kết thúc rồi, còn câu chuyện của chúng ta thì vẫn phải tiếp tục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo.